Để ngày càng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân Đà Nẵng và khu vực, thời gian qua, ngành y tế thành phố không ngừng xây dựng, đổi mới theo hướng đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu với nhiều kỹ thuật y tế tiên tiến được triển khai. Qua đó, chất lượng khám và điều trị đã có bước chuyển biến rõ rệt từ tuyến quận huyện đến thành phố. Từ năm 2019, Bệnh viện Sơn Trà đã là đơn vị tiên phong tham gia đề án bệnh viện vệ tinh cho các bệnh viện hạng 1 của thành phố. Trong vòng 2 năm, các y bác sĩ của đơn vị đã tham gia 5 khóa đào tạo tại Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ Sản Nhi, theo phương thức cầm tay chỉ việc. Qua chuyển giao đến nay, Bệnh viện Sơn Trà đã trực tiếp thực hiện hơn 100 ca phẫu thuật ngoại khoa và khoảng 11 ca phẫu thuật liên quan đến sản phụ khoa. Các đơn vị vệ tinh sẽ được hưởng lợi từ các bệnh viện hạt nhân là được chuyển giao các kỹ thuật và được nâng cao tay nghề. Từ đó góp phần nâng cao về mặt chuyên môn cho tuyến cơ sở, cũng như là nâng cao được trình độ chuyên môn cho các bác sĩ tham gia khóa đào tạo thực hành và được cầm tay chỉ việc. Và quan trọng nhất đó chính là nhân dân trên địa bàn quận khi đến với tuyến y tế cơ sở thì cũng được thụ hưởng những kỹ thuật ở tuyến cơ sở bệnh viện vệ tinh, cũng giống như được thụ hưởng các dịch vụ ở các bệnh viện hạt nhân như Bệnh viện Đà Nẵng. Sau thành công giai đoạn đầu, trong năm 2023 này, Đà Nẵng tiếp tục phê duyệt triển khai kế hoạch Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2023-2025, mở rộng ra 8 đơn vị gồm 7 trung tâm y tế quận huyện và Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu. Với việc trực tiếp chuyển giao kỹ thuật, đề án không chỉ giúp nâng cao năng lực y tế quận huyện, mà còn góp phần quan trọng giảm tải cho các bệnh viện hạng 1 tuyến thành phố, nhất là Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ Sản Nhi. Từ đó, những đơn vị này có thêm điều kiện để đầu tư phát triển thêm các kỹ thuật y tế chuyên sâu, vốn đã đạt nhiều bước tiến thời gian gần đây, đặc biệt là kỹ thuật ghép tạng. Đây là một cái phát triển đồng bộ của một cái bệnh viện đa khoa. Thì chúng tôi thấy rằng là tất cả các cái chuyên ngành, chuyên khoa đều phải đồng bộ để mà có những cái nói. Ví dụ như tôi nói là một cái trường hợp phẫu thuật muốn thành công bắt buộc là phải có các cái ekip trước phẫu thuật, ekip gây mê, ekip chăm sóc, ekip hậu phẫu. Như vậy là Bệnh viện đã xác định là một cái tổng thể của một bệnh viện đa khoa với lại các cái chuyên khoa với nhau và cùng phát triển để cho chúng ta thấy có thế mạnh là thế mạnh từng mũi nhọn, và trên các một từng mũi nhọn đó thì các cái dịch vụ kỹ thuật nó song hành với nhau, và mỗi chuyên khoa thì đều phải có những cái phát triển chuyên môn dịch vụ kỹ thuật để làm sao mà có cái tổng thể điều trị bệnh nhân một cách tốt nhất. Sau trung tâm tim mạch được xây dựng và đi vào hoạt động ổn định, đến nay hai dự án y tế chuyên sâu khác là trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc và trung tâm phẫu thuật thần kinh chấn thương và bỏng tổng hình đã cơ bản hoàn thành để chuẩn bị nghiệm thu đưa vào sử dụng. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ hiện đại. Cùng với đó, chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng lên, là tiền đề xây dựng Đà Nẵng sớm trở thành trung tâm y tế chất lượng cao theo nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị.